Hello anh em, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với video ngày hôm nay trên kênh của Cá Voi Gaming. Hôm nay thì video mình sẽ cùng anh em đi mua một cầu thủ tiền đạo chỉ số thấp và tiêu chí của Cá Voi Gaming đó là ngon, bổ nhưng mà lại phải rẻ. Và cầu thủ tiền đạo ngày hôm nay mình mua đó chính là Neal Maupay. Và chỉ số của Maupay đó là 69 và số vàng bỏ ra để mua anh chỉ có 660 thôi. Và bây giờ thì chúng ta cùng đi ra mắt Maupay trong đội hình của Cá Voi Gaming. Như vậy thì chúng ta đã có một tiền đạo ngon bổ rẻ trong đội hình. Và điều còn lại là anh có thi đấu hay hay không. Và bây giờ thì mình sẽ vào sắp xếp vị trí đá của Maupay vào sân để thi đấu trong đội hình của Cá Voi Gaming ngày hôm nay, và liệu rằng Maupay có hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để có thể lãnh xướng hàng công giúp cho đội bóng của Cá Voi Gaming có chiến thắng. Chúng ta cùng đi tìm đối thủ để ra mắt Maupay nha. Đây là đối thủ của chúng ta để ra mắt Maupay ngày hôm nay, đó là một team đến từ châu Á và đội bạn cũng có một lịch sử thắng tương đối là tốt. Vừa rồi là đội hình xuất phát của đội bạn. Và như vậy thì hiệp một xin phép được bắt đầu nha. Trong hiệp thi đấu thứ nhất này, đội bóng của Cá Voi Gaming bảo vệ cầu môn bên phía tay phải màn hình nhỏ của anh em với trang phục là áo màu hồng và quần màu đỏ. Còn đội bóng của đội bạn sẽ bảo vệ cầu môn bên phía tay trái với trang phục là áo trắng quần đen. Vừa rồi là pha dứt điểm của Maupay. Đây là tình huống đá phạt góc nào. Pha dứt điểm của Maupay đã mang về cho chúng ta một quả đá phạt góc. Đây tiếp tục là một cơ hội, nhưng vẫn còn đó là sự xuất sắc đến từ Alisson Becker, một trong những thủ môn đắt giá nhất trong Dream League Soccer 2023. Liệu rằng hôm nay thì Maupay có thể lập công. Vừa rồi là một chiếc thẻ vàng được rút ra dành đến cho Kevin De Bruyne với một tình huống phạm lỗi với lại Jack Grealish, người đồng đội trong màu áo của Man City. Đây là một đường truyền dành đến cho Frankie De Jong và pha phối hợp của Maupay với lại Luis Suarez đang trong chân của các cầu thủ đội bạn nào Lionel Messi. Vừa rồi là pha để đây là pha đá phạt lên dành đến cho đội bóng của Cá Voi Gaming sau tình huống việt vị của đối thủ. Đường truyền dành đến cho Maupay, người đang có bóng là Gabriel Jesus. Đây là Jack Grealish, một pha để mất bóng của Jack Grealish, người đang có bóng đó là Neymar. Tình huống xoạc bóng là không thành công. Đây là Rafa Silva. Chúng ta có một đường truyền chọc khe và pha chọc khe vừa rồi đã kiến tạo cho Gabriel Jesus giúp anh có bàn thắng đầu tiên. Và người truyền bóng không ai khác đó là Neal Maupay. Như vậy thì anh em vừa thấy được tầm quan trọng của Neal Maupay trong những pha tấn công. Anh là người kiến tạo. Đây là pha đi bóng của Lionel Messi. Không có bất cứ cầu thủ nào có thể cản phá được tình huống đi bóng vừa rồi của Messi. Và rất nhanh sau bàn thắng mở tỷ số của chúng ta thì Messi đã ghi bàn cho đội bạn để đưa trận đấu quay trở về và xuất phát. Anh em đang được xem lại pha đi bóng và dứt điểm vừa rồi của Lionel Messi, mang về bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1. Đây là tình huống giao bóng. Người đang có bóng là Kevin De Bruyne. Đường truyền xuống cánh khá thoáng dành đến cho Jack Grealish. Đây là Gabriel Jesus, bóng trong chân của Maupay. Trước đó thì Messi đã có những tình huống xử lý tương đối hay. Đây là Jack, người đang có bóng đó là Silva. Một đường truyền đầy cảm giác và đây là tình huống chọc khe dành đến cho Maupay. Cơ hội của Maupay, Neal Maupay có một pha dứt điểm. Và đội bạn đã làm mọi cách để có thể không cho Maupay ghi bàn trong tình huống vừa rồi. Rất đáng tiếc cho Neal Maupay. Đây là pha đá phạt góc của chúng ta. Rồi có pha 0-9 đó là Rafael Varane. Cơ hội dành đến cho Silva. Bóng vẫn luẩn quẩn ở trong khu vực 16m50 và đây là cơ hội dành đến cho Frankie De Jong. Tuy nhiên thì vẫn còn đó Alisson Becker, một trong những thủ môn xuất sắc bên phía đội bạn. Hôm nay nếu trong khung gỗ của đội bạn không phải là Alisson Becker thì rất dễ sẽ có nhiều hơn là một bàn thắng tính đến phút thứ 45. Có như vậy hiệp 1 tạm thời kết thúc tỷ số 1-1 trong ngày ra mắt của Maupay. Xin mời anh em cùng quay trở lại với hiệp thi đấu thứ hai để chúng ta cùng trải nghiệm Maupay. Và mình cùng các bạn vẫn đang chờ đợi bàn thắng đầu tiên của Maupay trong trận đấu ngày hôm nay. Ở bàn thắng đầu tiên thì Maupay đã góp dấu giày trong một pha kiến tạo. Và vừa rồi, vừa nói xong thì Maupay vừa có một pha dứt điểm tung nóc lưới của Alisson Becker. Pha dứt điểm vừa rồi nếu có hai Alisson Becker cũng không thể cản phá được tình huống dứt điểm của Maupay. Cú dứt điểm vào góc chữ A, bóng đập sang ngang và đi vào lưới. Đây là Erling Haaland. Người đang có bóng là các cầu thủ bên phía của Cá Voi Gaming và đây là Gabriel Jesus.
Đường chuyền dành đến cho Maupay, một pha để mất bóng nguy hiểm của Maupay, nhưng mà đội bạn cũng không thể phản công nhanh ở tình huống này. Đây là Mosala, pha để mất bóng của các cầu thủ đội bạn và người có bóng là Maupay. Pha xử lý hay. Và chúng ta đang có một tình huống tấn công và đây là một cơ hội nào. Người đang có bóng là Jack Willis. Một đường chuyền dành đến cho Maupay, nhìn thì vừa rồi anh không thể có một pha dứt điểm thành công. Một tình huống xoạc bóng hợp lệ, rất may trọng tài đã không thổi còi ở pha bóng vừa rồi. Chúng ta có một đường chuyền chọc khe và đây là Maupay, cơ hội để cho anh có bàn thắng tiếp theo. Và lại là sự xuất sắc đến từ Addison Baker, một tình huống đổ người xuất thân. Đây là pha đá phạt góc của đội bóng bên phía của Cá Voi Gaming. Tình huống chuyền bóng vào là của Tomori. Addison Baker đã làm chủ được tình hình trong pha bóng vừa rồi. Anh đã bắt gọn bóng thành công. Người đang có bóng là Jack Gillis. Đây là một pha chuyền bóng của Maupay. Chúng ta đang dẫn trước đội bạn, vì vậy không có quá nhiều những tình huống bóng vội vàng. Chúng ta phải thật sự bình tĩnh thì mới có thể có được chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Pha phối hợp rất hay của Maupay và đồng đội, và vừa rồi là bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1. Như vậy thì Maupay đã có cho mình bàn thắng thứ hai, một cú đúp. Hôm nay thì màn ra mắt của Maupay xuất sắc, 100 điểm cho Maupay. Điều này chứng tỏ rằng không phải cứ chỉ số cao và số vàng nhiều thì mới có thể thi đấu hay. Maupay là một ví dụ điển hình. Và vừa rồi thì đội bạn chỉ còn cách phạm lỗi với Maupay và một chiếc thẻ được rút ra. Thẻ đỏ dành đến cho Sexo Rabut. Một tình huống đá phạt theo bài, và người đang có bóng đó là các cầu thủ của chúng ta. Vừa rồi là bàn thắng nâng tỷ số lên 4-1, và người lập công không ai khác lại là Nean Maupay. Và đối thủ đã sợ bỏ chạy. Đúng lúc này thì trận đấu đã kết thúc với tỷ số 4-1. Và cảm ơn anh em đã đón xem video ra mắt của Maupay trên kênh của Cá Voi Gaming. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo trên kênh của Cá Voi Gaming nha. Bye bye anh em.